cùng với vẻ muôn màu muôn sắc của các loại hoa, thì hội hoa xuân ngày Tết cũng là cơ hội để cho các nghệ nhân tạo bonsai, khoe và tìm chủ nhân mới cho những đứa con tinh thần của mình. Được gắn bó và chăm chút đến hàng chục năm, nên giá các loại cây này thường được đẩy lên đến hàng tỷ đồng tùy vào dáng và tuổi thọ của cây. Tại hội chợ Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng 2015 xuất hiện khá nhiều loại cây như thế. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị một vài hình ảnh về bộ sưu tập cây đắt giá này. Hội chợ Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh công nhận là một điểm tổ chức hội chợ Hoa Xuân của thành phố từ năm 2012. Hội chợ Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng năm 2015 được tổ chức trên khuôn viên rộng 7 hectare xung quanh khu vực Hồ Bản Nguyệt. Trong đó, khu vực góp xuân với sự góp mặt của 50 nghệ nhân hoa cảnh trên cả nước thu hút sự chú ý của khách tham quan với các loại kỳ hoa dị thảo, đặc biệt là các loại cây hàng trăm năm tuổi có giá hàng tỷ đồng. Đứng đầu trong bộ sưu tập cây tiền tỷ năm nay là hai cây khế, được kê giá lên đến 7 tỷ đồng. Chủ nhân của hai cây khế là ông Võ Phi Sơn, nghệ danh Ba Hùng, cho biết hai cây khế này đã trên 350 năm tuổi. Cây có dáng trực tử diện, tức hình dáng của người quân tử, đặc biệt do tuổi đời đã cao nên vỏ cây gần như hóa thạch, rất khó tác động từ bên ngoài. Thì cái định giá nó là vô giá nó, bởi vì tác phẩm nghệ thuật nó là sự sáng tạo. Sự sáng tạo là vô giá, biết nhiêu định giá mà trong cái hội đồng, hội trong qua thi của Việt Nam hay là hội qua thi của thành phố Hồ Chí Minh mới định giá được mà đều. Ở đây chú tầm nhìn của một cái thế giới nghệ thuật của chú thì cái cây này chú định giá thấp nhất gì, rẻ nhất gì phải trên 7 tỷ mới bán được. Còn hả, nếu mà chú thuần hóa cây này 3 năm nữa phải. Của chú là phong phú, tại vì chú yêu nghệ thuật, chú bán nó đi rồi chú cũng buồn lắm. Nếu mà chú có bán được chú chắc phải theo cái chủ nhân này một năm để chú chăm sóc theo nó, chú bán chú cũng đứt ruột lắm. Xếp thứ hai trong danh sách này là cây mai vàng có giá 2 tỷ đồng. Cây có dáng trực, chi cành xum xuê. Chủ nhân của cây mai này cho biết cây đã tròn 99 năm tuổi. Đặc biệt đây không phải là cây sưu tầm như nhiều loại cây lão khác, mà do chính gia đình tạo dáng từ khi còn nhỏ. Thứ hạng tiếp theo cũng thuộc về một cây mai vàng với giá được kê lên đến 1,05 tỷ đồng. Cây mai vàng này của nghệ nhân Nguyễn Đức Vinh ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh Vinh cho biết cây này từng là cây có giá trị cao nhất tại hội chợ Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng năm 2012. Cây có dáng đơn giản nhưng hệ thống chi cành đã lão. Chủ nhân cho biết cây mai này đã trên 50 năm tuổi. Cái này thì cũng có nay cũng 20 năm nay thì cũng đam mê cái cây kiển á. Cây cảnh thì mình cũng đi đầu này đầu kia để mà kiếm, để mà sưu tầm những cái loại cây để mà mình chơi. Cây này thì năm đó thì nó lên đây thì nó cũng chợ này thì chưa có cây lớn như nó. Thứ nhất là cái bộ đế. Bộ đế là cái bộ rễ cây á. Rễ cây nó đã lâu năm rồi. Rồi với cái tàn của nó. Cái tàn cây, với cái thân cây, cái nhánh cây là nó đã già rồi, già tuổi rồi. Xếp cuối trong bản danh sách của chúng tôi lần này là cây nguyệt quế trên 100 năm tuổi. Cũng của nghệ nhân Ba Hùng, cây có dáng lão, thân chia ra làm nhiều nhánh khá độc đáo. Hiện cây này đang được ra giá là 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, mặc dù có giá dưới 1 tỷ đồng, nhưng góp mặt trong hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng năm nay có khá nhiều loại cây dáng thế độc đáo, xứng đáng với danh từ kỳ hoa dị thảo. Xin mời quý vị cùng tham khảo một số hình ảnh ngay sau đây.